30 chưa phải là hết, thông điệp chân thực sâu sắc về hôn nhân gửi thế hệ phụ nữ hiện đại. 30 chưa phải là hết hiện đang là bộ phim hoa ngữ đình đám, không chỉ ở Trung Quốc mà ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Bộ phim dài 43 tập, xoay quanh cuộc sống vật chất, hôn nhân, tình cảm của ba cô gái ở tuổi 30, Cố Giai, Mạn Ni, Trung Hiểu Cần. Thông qua ba lăng kính từ câu chuyện của các cô gái, nhiều người xem đã rút ra được những bài học hôn nhân quý giá. Cố Giai, người phụ nữ của gia đình, thông minh, chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho chồng, hôn nhân cần có sự đồng cảm. Trong ba nhân vật chính, Cố Giai là người phụ nữ được đánh giá có cuộc sống hoàn hảo hơn cả. Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, có tư chất thông minh, mạnh mẽ, cô đã cùng chồng xây dựng lên công ty pháo hoa thành đạt. Sau khi giúp Hứa Huyễn Sơn ngồi vững ở vị trí Hứa Tổng, Cố Giai mới lui về đằng sau làm hậu phương vững chắc chăm sóc cả gia đình. Là người phụ nữ giỏi giang, Cố Giai luôn muốn chu toàn mọi việc, kể cả với chồng, và dường như đó lại chính là áp lực với chồng của cô. Còn về phần Hứa Huyễn Sơn, là một người đàn ông yêu thương vợ con nhưng lại sống quá cảm tính và ích kỷ, luôn theo đuổi cảm xúc cá nhân. Khi có sự chen chân của Trà Xanh với chiêu trò đồng cảm, thứ mà anh cho rằng không có ở Cố Giai nên anh đã dễ dàng sa ngã. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của Cố Giai và Hứa Huyễn Sơn ngầm chứa đựng một sự thật, hôn nhân phải có sự đồng cảm, hy sinh từ hai phía. Bởi nếu sự hy sinh không đến từ cả hai, sẽ dễ gây nên hiểu lầm và tổn thương cho đối phương, cuối cùng là đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt. Cùng với quan niệm trên, Cố Giai còn là hiện thân của nữ cường trong xã hội hiện đại, nhưng không đồng nghĩa với việc cô không cần sự che chở và bảo vệ từ chồng. Trung Hiểu Cần, thiếu nữ ngây thơ vô tư, không toan tính, hôn nhân cần có sự cố gắng và vun đắp. Khác với cuộc hôn nhân sống động của Cố Giai, Trung Hiểu Cần và Trần Dữ lại có cuộc sống nhàm chán vô định. Trung Hiểu Cần là người gốc Thượng Hải, từ nhỏ vốn đã không thích ganh đua và tranh giành. Cô có sự nghiệp ổn định nhưng đời sống hôn nhân lại không mấy khởi sắc, nếu không gọi là nhàm chán. Trung Hiểu Cần và Trần Dữ đến với nhau cũng với nền tảng từ tình yêu, dù không quá mãnh liệt nhưng lại sống với nhau như hai người xa lạ, tự vui với sở thích cá nhân, ít nói chuyện, mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng. Cuối cùng hai người quyết định giải phóng cuộc hôn nhân ngột ngạt vào đúng ngày sinh nhật của Hiểu Cần. Nhiều người nhận ra cuộc hôn nhân của Hiểu Cần giống với đa số các cuộc hôn nhân bây giờ, họ chỉ sống vì trách nhiệm với tờ giấy hôn nhân và hiếm tìm được niềm vui trong đó. Thất bại từ cuộc hôn nhân khiến Hiểu Cần luôn mang áp lực tâm lý và cảm thấy tự ti, không xứng đáng với người đến sau. Nhưng qua nhiều biến cố, Hiểu Cần đã trưởng thành hơn, học được cách yêu thương bản thân, lạc quan trong cuộc sống. Cuối cùng, phụ nữ chỉ cần là chính mình, tự tin vào bản thân thì quá khứ và định kiến xã hội cũng không thể định nghĩa họ là ai. Vương Mạn Ni, độc lập chín chắn, theo đuổi hôn nhân mãnh liệt, cùng nhau gánh vác. Là cô gái duy nhất còn độc thân ở tuổi 30, hình ảnh Vương Mạn Ni hiện lên là một cô gái độc lập, bản lĩnh. Một mình liều mạng ở Thượng Hải, Mạn Ni đại diện cho phụ nữ 30 chưa muốn kết hôn, đang trên đường tìm kiếm tình yêu hoàn mỹ. Mặc dù được bạn trai chu cấp, nhưng đối với Mạn Ni, mối quan hệ chỉ thực sự hạnh phúc lâu bền khi cả hai có thể cùng nhau gánh vác. Chính vì thế, cô luôn chứng minh rằng phụ nữ không chỉ phải biết chuyện bếp núc mà khi cần, họ chính là người bạn đồng hành với người bạn đời của mình. 30 chưa phải là hết không đơn thuần là một bộ phim xuất sắc, mà nó còn xóa bỏ định kiến 30 là kết thúc mà người ta dành cho phụ nữ. Bởi nếu chính chúng ta xem cột mốc 30 là một cánh cửa mới, thì chắc chắn đằng sau cánh cửa ấy sẽ là những điều tốt đẹp. Vậy khi 30 tuổi, bạn sẽ là hình tượng nào trong ba cô gái của 30 chưa phải là hết? Hãy cùng theo dõi bộ phim trên WeTV để khám phá những tình tiết thú vị tiếp theo của bộ phim nhé!